Cơm tôm ăn ăn không hả? Tôm à? Tôm bự. Làm rồi hả? Nhưng mà miếng này ngon hơn. Dầu mới mà 3 lít. Trước chiên cái tông này ngon hơn. 3 lít có để làm được 3 lít. Hôm nay mình ăn món dầu. Không, tại vì 3 lít dầu bằng cái tô. Đây, cho em mua một lít rưỡi mà. Quá trời cho mượn. Tao mở ra kia rồi đây chiên phần phía tan nè. Hôm nay mình ăn món đơn giản nè, thấy không, phần phía xem mới cái này ăn ngon, mình có dưới cái chất ăn chót gia vị lần nè. Cái này chín đâu nè, đã cực cực rồi. Gà, cái đây gà chiên, nó làm bằng bột sẵn rồi. Còn tôm đã chưa? Rồi tôm chiên giòn lắm. Có gia vị sẵn. Đó, bây giờ mà ăn nè, ăn cái bột bột tổ này nữa. Ngọc bên kia sẽ ăn sáng hơn, nhưng mà ngọc này tối. Đây, ăn thử nha. Cái chiên bằng dầu nó giòn, có những người ta nó nướng hay ở chiên dầu chứ thích ăn dở. Là chiên mấy ngày phải có dầu thì mới nó giòn được thôi, còn ăn mà sợ cái dầu ăn được không, nướng hay xào không phải chiên mà bỏ vô giống như chiên không có dầu lắm ngon không vừa không. Cái này cái mùa virus corona ở nhà ăn bánh này ở nhà sướng, bây giờ sướng mà cuối tháng không có tiền không mệt. Có ít ngon. Sắp hết rồi phải không? Ăn bé tờ. Nè, trong này lấy nước ngọt uống nữa. Còn không? Ngắm một coi chiên cái ăn nó có trang ăn tôm mình bánh miếng ngon. Tôm ngon không? Ngon. Thank you.
cho đồ uống nè, trong lúc còn chiếc tan được. Nhà được hưởng cái ngon nè. Tôm à. Ồ, tôm á. Ồ, nó giòn ngặn à. Tại có dầu trong này à, giòn á. Em ăn thử miếng nha. Múc tay luôn, ngon không? Sáng thì báo mình bình nha. Đây con tôm đây. Đi ăn thử. Giòn không? Nóng. Ăn cũng đầu không? Không, cho đầu. Ngấm mà giòn. Cái ai mà có thật ai mà uống bia ăn cái này ngon à. Chấm ketchup. Cái giữa là ai uống bia đỡ. Còn cái này thì mình ít khi ăn lắm. Nhà chiên nè. Còn á. Cốc tiêu. Ngon. Ừ, không thích. Đóng rồi. Ngon. Không là lấy tôm nhà làm mà ăn cho rồi. Tôm này ăn cho. Cái gì vậy? Có lắm mà. Có gì vậy? Có chấm nè. Hả? Có chấm chi? Đổ lên đó cho miếng giò chấm nè. Chấm thử coi, muốn như thế nào. Sốt tôm. Tôm hả? Thử rồi. Chấm với cái mừng này. Cái ngon ngọt. Sốt này ngon ngọt. Cái này ngon ngọt chua chua, cái cây đã. Cây muốn ăn bỏ cây. Ngon ngon. Ngon. Ăn cái đồng đó. Cắm cái này luôn. Hai loại. Để xa ra. Ngon quá. Cách dùm em chụp tấm này.